anh à. Đừng chung ra không? Cháu ngoái hay vậy? Đi đó ra nè. Đúng chưa? Đây nè. Coi trời bự. Nè, cái đầu nè, cái này nè. Nó hút ra, ừ. Trời ơi. Đó, hồi nãy có cầm gì không ta? Ren chuột nè. Mạnh mạnh thôi. Con này có mấy con à cả nhà ơi. Ôi, xin chào mọi người nha. Mấy con còn nào nó chà bá không à? Mấy con gì? Mày kêu giọng mà kêu sao? Thằng ơi, chạy đi bắt chuột, hồi quay bắt ong luôn cả nhà. Có gì mình chơi cái đó. Lại làm cái dội rồi. Chưa rồi, rồi kiếm cái lượt cái quẹt cho nó ngon lành nữa ha. Giờ chỉ có mặt ong luôn cả nhà ơi. Anh em tứ đầu tường luôn. Chỉnh nó ra lớn lên. Có ong nằm trên đây nè cả nhà. Đó. Hãy luôn cho mình cho cả nhà thấy nha. Đó, cả nhà thấy không? Cái kèo bự lắm nha. Rồi xong con leo lên cả nhà. Được không? Chắc cái mày. Có cái dây chọc và nó bò lên nữa cả nhà. Mấy dây chồng ở xong rồi. Đốt được rồi xong ơi. Cái vòng rồi. Đợi khối lên hết xong rồi, chưa khối chưa lên xong rồi. Chậu dầu nó cháy rồi đó. Mặt trong cái gì vậy? Ủa không có mặt hả? Cái gì á? Không có mặt rồi.
À, mình đi bắt ong xong rồi về mình ăn chuột nữa cả nhà. Bà xong là trên bắt mà không có miếng mật nào cả nhà. Người ta xin cái tàn rồi bà xong cắt cho người ta cái tàn luôn. Về làm thuốc. Ờ. Im ha. Màu chưa chín là chỗ nhậu đã xong sẵn rồi cả nhà. Rồi mình nhậu trăng đám lúa luôn nha. Trăng đám lúa mình mới bắt xong luôn. Đây thì Trung bạn học của lúa ướp muối sạch muối gì? Muối sa tế. Đó. Rồi xin chào ông chủ nhà. Hello. Bạn bạn hai mấy năm? Hai mấy năm. Còn ở trường có mưa hả? Bạn tiểu học bây giờ đó. Đó cái hầm này mà còn sâu đó. Tiểu học mà. Ê, kể cái vụ mà tắm thôi đừng có kể vụ khác kia nha. Bỏ vô kia nha. Bỏ vô kia nha. Tụt tụt hả? Ê, lên từ đó mình 7 tuổi không? Lớp 5 là mười mấy tuổi á, 12 13 tuổi vậy á. Không có ghê lắm. Nói là nhớ liền luôn á. Có cái hầm chỗ này nè, có keo môi đúng không? Keo môi chỗ nào Trung? Là chuyên gia đi học cho về ghé nhà Trung chơi là bẻo môi ăn cả nhà, tới mùa á, bẻo môi ăn. Hai cây đó nghe. Cây phía sau là cây gì? Cây gòn. Nhớ hai cây rồi ta. Nhớ hai cây mà ta. Như cái đám sen phải không? Hầm sen. Ngon nó mới được nha. Mặt trời vừa dịu rồi. Dĩ Trung. Ok. Ok chưa? Rồi cái màu đẹp rồi cả nhà. Lấp lánh luôn nè. Chín hết luôn chưa? Bẻ ngang là được à. Con này chưa nè. Ừ, lật lên bẻ cái này là chín là biết liền rồi Trung. Ok nè. Rồi. Ủa sao con kiến nó vô đó được kìa? Đâu có. Anh ra đi. Nó sôi kìa. Nó sôi ngột rồi, nó ngon rồi cả nhà ơi. Hơi hơi con nè. Sôi nè. Gấp cho ba con ra trên cái dĩa cho. Chưa, nó chút xíu đi, nó chín đi mới được. Ba con cho anh cạp, anh cạp từ trước tới nay. Bữa nay mình tính ra mình cũng làm khoảng 7 kg chúng ta. Đó, chục hai á. Ừ. Để chục hai thì. Ê, lên. Nóng rồi lại. Ôi trời, thật. Để chú Út nướng con này cho con nha. Con này dữ lắm mập nè. Con này nè. Hai con này nè. Cho em trai đi. Nãy giờ em trai là đi mua chạy mua đồ lum chân. Ôi trời. Mới đi đám dỗ về. Hôm qua chuột canh chua hành xong cái mỏ xù dù á Út. Bữa nay nước xẹp lại. Trang ơi báo ơi đóng sang ơi sang. Anh em không ngại gì chó sao tuôn đến đây giữ con chuột mai nào. Ghê không? Vô rồi đụng ly coi. Nó chuyện đá luôn mới ghê chứ. Đụng ly coi. Kêu ngồi ra thì. Đó trời khán giả quay khán giả rồi. Thơm nhìn thơm quá. Ngon sâu nhìn đã ha. Ừ. Xeo đó cả nhà. Ôi ôi. Thứ nào chịu nổi. Không nhậu thì ăn nha. Cháu cháu ruột của bạn có lúa. Ngang ngang. Ừ, ngang ngang gì đi. Đó.
Mập bao nhiêu tuổi rồi? Đúng. Đây ha. Ừ. 17. 7 là năm 2012 hả? Tôi chơi 12. Mới mãn 11. Hai chung nhớ hồi đó mình nhỏ xíu mà giờ mấy chục năm sau mình già chứ chung. Mới có mà mười mấy 20 năm nay cái mới già chứ ha. Cái vụ gì nãy đó chung kể luôn chung. Thôi để thôi đi. Còn quay. Còn quay. Chuyện gì chắc ghê lắm đây. Trời ơi. Hồi xưa là 13 tuổi là quất phành phành rồi đó. Quanh quanh liệt liệt chứ đâu phải như bây giờ đâu. Chung cái vụ mà lấy bình rồi thuốc vụ ba nó ra quất thánh thần rồi nào lấy lật xe chứ. Điện thoại, điện thoại. Bữa nay là lúa cố tình đẩy nguyên si, lúa không cắt ghép gì chơi nha cả nhà. Đây là cuộc sống thật của mấy anh em ở dưới quê nha cả nhà. Hú hí với nhau. Quay vô, bỏng quay vô. Nào rảnh chạy qua bển nhà chơi nha chung. Ok. Cả nhà ơi, ruột mình chưa chín mà lươn hết nữa, gắn hết nữa con rồi. Trồng chuẩn bị trồng bao nhiêu một công môn? Con này là 16 con. 16 công, bữa nay là bao nhiêu công lúa? 16 con. À, vậy là trồng lúa xong rồi trồng môn ha. Ok. Rồi xuống anh em ơi. Để ngủ nha. Kêu ông bác luôn. Để đi. Rồi nhập tiệc thôi anh em ơi. Rắn sao khai còn thưa ta. Nó chơi giờ nãy thấy có ăn có miếng một nhiều. Đây là ông chủ vịt đó cả nhà. Chủ cò lúa rồi cò vịt luôn. Lên bia anh em ơi, bữa nay mình set luôn nha. Vô anh em ơi, nâng ly, nâng ly. Uống set nha. Uống lắc xê đi không? Rồi, chơi. Bưng cái lọ nữa không ta? Cháu bưng cái lọ xuống. Sao về nữa rồi? Về hai bên nữa hả? À, ok ok. Nhà chung mình có điều kiện mình chơi dĩa là cỡ đó không cả nhà. Lên anh em ơi. Đủ chưa? Đợi bác, đợi bác nghe không? Ừ. Đó, trẻ nhanh lẹ. Hay hút thuốc rồi dừng dục ra cháy rồi không nha. Đúng rồi, để trên đó đó nó không có bị chảy nước. Đây cả nhà, cái này mình nhậu luộc trụng nướng. Giữa bên này rắn xả hả? Cho cái món này cọc nữa nha. Thôi để đi, hồi lên mình chở. Bác chúc cho ông ngồi đó luôn đi. Ngồi ghế ông ngồi đi. Rồi. Các bạn ơi. Vô. Ông ngồi đi, ngồi cái để cho bác lo luôn. Hết lâu rồi hả? Uống rượu hả? Ừ. Em lo đó. Chơi độc nhất luôn vậy. Uống sao kỳ vậy? Đi được hai mấy năm luôn. À. Mới tiểu đường nãy. Ông đâu? Bác nó kêu lấy vụ ké ông rồi. Ngu hả? Không sợ tối hả? Thôi tối vụ cái mỏ sưng bên đây nó còn lép bên đó vậy. Một, hai, ba, vô. Mời cả nhà nha. Trời ơi, đi nắng hồi từ sáng giờ uống miếng bia nó ngọt làm sao cả nhà ơi. Sao không? Đi đám mới về, cái này nói đi vòng, đi nắng. Tại vì chạy vô đám giỗ nhậu ké hết mấy lon mà chạy chạy ra, trời nắng. Biết sao nhậu ngon mấy không? Đi lui. Nhậu ké không à. Rồi, quá trời ngon quá cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Mát. Con chuột cũng vắng luôn ha. Nãy bỏ hết cái đầu chà bá rồi, nãy qua không lụm. Vô. Đủ chở không? Thôi khỏi đi. Chổng có ăn thiếu mà chạy ra. Xé lên luôn cái đùi đi. Nãy cho ba con. Đó. Bị té gãy rồi. Cả nhà. Vô lấy cho. Mời cả nhà. Có lấy chén đó không? Lấy vào nồi cái chén rồi đổ nó đi con. Cái ly giờ không?
Lấy giùm nội đi. Dạ, nhỏ đi cho mà lên sọc. Vô nấu cơm ra ngoài. Ủa sao tới nó khác nha. Có mùi sao tới. Thơm cái ống mà chỗ này. Thơm bớt đi rồi. Tới rồi tới. Cái khô. Cơm chịu nấu cơm. Gác gác cái mỏ. Nói với ông muối. Giang thương với Binh. Cắm muối. Gác hả? Vô. 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 Hồi xưa ở đây cò về ngủ nhiều lắm mà giờ sao không còn nữa hết Trung? Dẹp hết nửa giường rồi. Còn có một con một hôm đó bị tôi đốn hết nửa giường đó. Con cò chúa ở đây đuổi. Sao bị đốn? Đó tôi mua nửa cái phần nửa giường đó tôi đốn làm nhà bầu á. À. Nó mới dẹp luôn á. Từng ngày mà con cò chúa ngồi về đây. Cò kia chợ đi hết hả? Cò chú đây đây hả? Ừ. Chú sọc ngang ha. Cò có sọc dữ. Bác kêu kêu bác. Mà trước là tụi bò ngắn vậy đó. Chắc mấy đôi không? Không bạn không bạn. Chắc. Nào cũng chắc bây giờ. Chắc uống trước. Uống trước không nhờ không kêu ổng mà ổng xuống ông vũ điểm ạ. Không tánh không vậy đó. Mình chết ổng. Chậm chậm mà chắc ha. Tiểu đường rõ ràng không ra đường tiểu nữa. Hồi mấy năm nay không hết. Đó nguyên cái khu vực này là nguyên cái hầm múc cả ba bốn thước vậy. Lắm này đất này không à. Nó bờn cát không lấp. Mướn người ta chở đất nông gì lấp lấp chuyện nhiêu cái gì. Này này. Cái hầm ở đó mình tắm đó. Lúc mà tắm chỉ có mấy phần nữa thôi. Hầm nè, miếng đất này mình ăn mấy phần nữa. Mẹ phải còn hầm tụi cũng dịch biết gì đã rồi nữa. Còn hầm đang đó. Đáng kìa. Ờ, ở đây đó. Ừ. Nhớ đi vô đây chứ cái đường mấy đây gặp hầm lằng la lằng ấy hả? Đi vô đi nhàn đạt hay gì? Ừ. Ừ đó kìa. Cặp hai cái xã anh ca đó. Được cái nào cũng nuôi cái dầu, hầm nào. Sao hè nhỏ? Trồng tre. Về chứ vài bữa hỏi mướn đất của trả bán rồi. Trước rồi dịch đó coi. Chứ giờ nó không có làm chứ nó bỏ cho ông Tân Quang với ông Nguyễn Thị Trăng với ông Nhật còn có đồ hải trang trồng. Có xài rồi. Không làm đài đó. Kì đó. Làm miếng rắn hay cả nhà. Anh em lúa là con gì ăn cũng được chứ. Không biết sợ con gì chứ sợ con sâu à. Tại mũi nhỏ quá không bắt thôi chứ là nói chung là con gì bự bự có thịt làm. Nên nó diện dữ ta. Con cọ nó dữ rồi. Đem lẹ vô đây coi. Chủ tịch tới. Mọi gì vậy? Trời. À, tiễn con chuột ngon ngon cho bác không xong đây nè đây nè này nè cái gì con chuột này mới giữ nè bác đại à. Múp này lắm ngon. Múp. Gấp rồi không gấp lại à. 2 3 múp. Cẩn thận nghe trời. Vô hỗn liệu vậy. Úp đâu? Trời trời trời. Úp đâu? Úp đâu đi. Úp vô. Dạ, con mời bác. Vô. 2 3 vô. Mình ngồi chỗ này hơi khuất gió rồi. Trên không ngồi mình đem xuống đây xuống đây hơn đồng có nội đang bạn quay luôn YouTube qua xa chen lên trăm thần thánh mình sống lại mình đem chén đi mình có chén mẫu phần dạ mẫu quá hết đó đó chén á từ còn chén muối à để đó. Xe cái đùi vậy. Trong ba con chuột rồi. Vậy mới gấp ông, cho ổng con chuột ngon luôn mà ổng để lại. Còn gấp. Xe cái em tiếp anh em. Thằng em gấp cái dục. Còn gấp cái ăn. Mà cả nhà nó rõ nó độ mà chập hộp mấy con. Gì vậy? Bạn đưa kêu mà giờ vô chứ. Em có sao định xương vậy. Thở thảy thí đi đi. Cái gì? Được. Vắng xương vắng rồi bỏ vô trong nghe không? Rồi gì thì rắn nó lấy. Em
Nước dừa nhà mình luôn phải không? Cây dừa bên đó để hèn chi nãy giờ ăn dụng nghe hơi dừa không hơi dán tiêu chưa? Quá tại. Vô. 2, 3, vô. Chưa giờ kháng nước chứ đâu dám uống. Lon lon mấy giờ đó trời. Giờ này mấy giờ thưởng thức ha. Để làm gì chứ tao uống nhiêu. 3 lon rồi. Xí xì ná. 3 lon dữ lắm mà ha. Ham vui ha. Vui. Nhiều lắm. Trời, có tai họa chưa không chứ xài cũng chín. Tai họa. Thôi xài không sao, sầu riêng mới sợ. Xài không có nổi. Bữa nãy mua cái phẩm vô cái chảo rồi mát liền á. Bên kia chợ dân ra thì mỗi người dính vết sẹo. Ghi ấn lại là thì nhậu hôm nay quay YouTube. Sao nữa? Quay quá. Bạn Hải đường mới có nhà không? Hải quên điện. Bên nhà bà chính trồng kiểu đám cái gì cá thầm mầm. Đó ông đại sáng đã chị mới gắt ngang ông chính nó muốn ra thợp đầu mới cắt chặn lại đó. Cái lạng ông thấy sao suy nghĩ con cà phê tới kêu xuống nước. Ủa sao mười mười không đi giấc sáng mà đi giấc này nữa, giấc sáng mới cắt giấc sáng hồi xưa không sao cắt nước mà nó lúa thóc nó đổ bây giờ cái đó dẹp xe mà ông nước này vậy hả? Cái đó là một cái đường cái đường đá không có nước ông dò ngồi ông dò ngồi ngoài đường đó cũng xài giống. Bên đây mình còn một mâm nữa. Chuột đồng miền Tây nha. Nhà các bạn lúa nuôi nha cả nhà. Lúa nuôi. Để tôi điện coi mơi còn cái chỗ nào nó. Là nhiều đây đang cắn mà lúa mình cũng bộn mà. Nuôi hết, cả tấn lúa rồi. Lắm chuột mà. Thấy chuột ở đây sao bự bự không ha? Thấy không? Chuột ở đây nó bự bự không à? Điều do gì đó chứ không có nhỏ như bên cánh khác. Con nào nay bành bành gì cơ cả nhà. Chụp chúng mấy ông vàm tay luôn á trời. Có mình đắt chào rồi khúc cầm mình bắt giá nhiều. Ừ. Hôm nay chuyện gì chụp giá nhiều lắm. Thiện ơi lấy cái chén nào đổi nó Thiện ơi. Có khách. Xuống nhậu chơi có hai không? Cho xu con có rồi. Thầy lúa, thầy lúa. Thầy già đó, con sao già thế con có rồi. Alo. Nè, em xé cái xong. Trời đất ơi. Ủa, đi nhậu gần chết luôn. Đi rồi không. Ở đây chúc con lấy con xu nhà con giao đại. Lớn tuổi rồi mà. Xuống nhậu. Xuống nhậu nè. Uống nước ngọt. Nước ngọt có ra. Mời có khách ở đâu không? Ở đâu chỉ cho mấy nhỏ bắt chuột đó, quay YouTube rồi kiếm like kiếm view rồi cho nó chờ coi. Vô. 1 2 3 vô. Còn mới gì? Ngủ quá. Còn mấy mèo. Tôn hả? Bốn mấy công hả? Rồi mời kêu mấy nó qua luôn. Ở đâu? Có con. Trời trời. Mỹ Quỳnh. Chơi luôn, đủ qua bên nhà của chú Bà Dũng. Chú Bà Dũng. Ừ. Bển thì chắc có tròn à, mình còn có tròn. Tròn nó về mình thui ha, lùi ngon ta. Hả? Nó thui quá. Thấy thôi rồi, rồi, mình con rồi. 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 Làm lon bác hai. Không nước đá. Ăn mặn con chuột ra trắng miệng chơi anh hai. Trời ơi. Từ từ. Ăn chuột. Mà phải ông chở vô thùng bia. Rồi ăn chuột bác hai ơi. Thôi làm gì làm đi ông ơi. Hôm nay đi đồng về cái này im lắm nè. Thứ gì vậy? Sao để đâu? Ngay đống lúa chỗ đống lúa mới đem ra đó. Trời ơi, thôi bên này không có thu mà. Thôi không có gì thôi không. Lo cho con cháu mà. Đây là thì mới có làm mấy cái bọng con có. Ăn đi, ăn đi. Thấy thèm chảy nước dãi mà đưa mời mà ăn. Ui lăn cỏ đâu mà. Thì tình ha có thằng em đã quá tay. Đổ nó chảy. Đây ba vô. Chùi chùi miệng cái lấy thuốc hút nữa kìa. Không chảy nước dãi được. Chảy đi vậy. Trời ơi, sao nói gian mà. Mồi này nó mày không nhậu sao được mà tao bây giờ đâu có nhậu được quý văn cỏ ăn không có được thôi nghỉ không cần cứng khừ mà đó cái hầm cho nó còn cái nước cứng khừ rồi giữ có nghề có nghề
khoai ăn được nữa nhiều. Đây là ông ngoại hả? Bắt hai tôi. Cò với vịt. Ba thứ sáu bắt hai này. Tại sao ở đâu? Nếu bằng không á lại chịu mơ chứ. Ông này thứ sáu, đó thứ hai cũng già vậy đó. Ông ra bắt tôm không? Chơi sáng là chơi nó cái gì. Qua thứ ba cái cảnh mình bắt tôm quay bắt chuột luôn. Nghe chăn cái cù lao luôn hả? Ừ. Mời ông có đi không? Đi thì tao dắt mày đi. Bên cù lao hả? Ngoài ở. Rồi. Quá đỏ có nhiêu. Biết rồi nhưng mà qua bên cù lao ở Long Xuyên bắt luôn hả? Được. Ở đâu? Bắt tôm đâu. Đi qua bên bến đò là quà phải quà. Không không. Tiểu đường này nha. Đi lên tầng xây á. Tầng xây đi qua đò. Qua luôn rồi. Cái vụ gì vậy? Nãy giờ ơi, cho hai con đi nhỏ nhỏ à. Chạy nãy giờ ơi. Qua bến đò. Coi như là không không qua phà chạy lên lên trển. Mời ông Sáu Hồng không dạy ơi. Con lấy cái bọc cho chú ơi thiệt. Rồi mấy chiếc này chạy xuống nhậu luôn nè. Nó mới mở. À, sẵn kêu có ông hút ăn lấy đưa tấm cao su cho cháu nó mà tính cỡ nào. Ghế nha nó. Đúng rồi sao? Nó mới ngon chứ à, mở lúc bây giờ. Vậy mình có để làm gì thôi. Về yeah, thiếu hết. Rồi hết nhắn mối, lỡ tụt làm luôn. Cái này. Được. Chào bác hai. Chào bác hai. Chào bác hai. Lên đường này là dễ lắm. 7 mấy rồi bác sao? 79. 79. Anh hai tôi già cỡ đó còn bác hai tôi già cỡ nào nữa. Cái này bác hai của mấy thằng kia nha, còn ổng anh hai tôi à. Bển còn không, để gấp bển thêm. Vô. Vô lúa. Là lúa của mày ha. Mà bác hai cũng lo vậy ha. Ừ, trời ơi cháu ruột mà. Lần ơi tôi mặn đây ha, ông xách xe đạp lại chạy qua, ông chạy tới trong chổng thăm dễ vô tôi luôn á. Thăm gì chứ có biết gì đâu chị. Cái gì vậy? Coi lúa cũng còn lúa. Phải cái lúa hoa lên cái cỏ thì không ra. Đây nè, ngồi chị vợ nó cũng lên. Đi với chúng. Được. Ừ. Chú ngọt lên từ từ thấy vậy chú vừa. Trời không quá. Thấy gì chứ. Mày lại mày đụng ngón cái ông què lái mày sắc nó. Quay cái chỏ ngang lại đó. Cái tính ông giật mình ngộ sao chứ. Đang uống cà phê ngồi ha. Không biết mà ở sau lưng đụng tới là ông giật cái chỏ có bốc á. Giật cái chào báo rồi. Vậy là ông ký hợp đồng với mấy cái nhà găng hầm mặt cái gì? Thì đó cái còn có mấy chú. Đâu lại mà nó đụng ông giật mà nó đụng xong trúng cái mù cái đồ con nhỏ mấy số và mấy tay kia bàn mua bực nó thua 0506 rồi đó đồ mẹ sổ 0403 con tàn mà cái mua tình bành quýnh không chín thế tình mua châu ha vô ngoài cái này tứ hướng đâu có con trong là cái nhỏ nướng đầu đẩy chín qua chín qua cái nhỏ là con của Út Long cái gì thì ngọt ngọt năm quẹo năm quẹo ở trong à trong đó hả dạ con ngoài con Long ba mảnh ha hai ánh rồi đó ba mảnh hả dạ sáu bốn bao ba mới mất này rồi mới từng trăm ngày mới rồi em ba mảnh hay gì à, ba có con là em ruột ba mảnh ừ, ba mảnh bả thân dạ vậy là bây sáng nó đi nó rồi ba Hào là bên sông Năm Nhạn tư thường Năm Nhạn dạ tư thường Năm Nhạn đó là bên bên ba Hào là ba ruột của Bắc Tư Hường với Năm Nhạn dạ Tư Hường Năm Nhạn là chú bắt ruột cho ba con để đạt tám lưu chín chiếc ba anh em không như đất trong mương này nè coi như là đi đây vô cũng ông chín chiếc là mày nén cứng gì hả ba có thân là nãy là Tư Mi mày dạ đúng rồi chín chiếc là ông nội con dạ bây giờ thì lâu ngày mấy hai anh em lúa bạn bè lúa gặp lại rồi dưới của bữa nay có mấy anh em đây nữa thì lúa tạm thời chia tay cả nhà nha chúc cả nhà những cuối ngày vui vẻ rồi bye bye mọi người chúc cả nhà những thân kiều sức khỏe nha bye bye mọi người bye bye cả nhà.